Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Phát biểu theo chủ đề. Kết quả cần đạt. Hiểu được yêu cầu cách thức phát biểu theo chủ đề. Trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề được nói tới. Chi đoàn tổ chức hội thảo, thanh niên học sinh cần làm gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông? Anh, chị, hãy phát biểu ý kiến tham gia hội thảo. Một la mã, các bước chuẩn bị phát biểu. Một nhỏ, xác định nội dung cần phát biểu. Theo anh, chị, chủ đề của cuộc hội thảo trên có thể bao gồm những nội dung cụ thể nào? Anh, chị chọn nội dung nào để phát biểu, tại sao? Hai nhỏ, dự kiến đề cương phát biểu. Giả dụ anh chị định chọn nội dung khắc phục tình trạng đi ẩu, nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông, anh chị hãy dự kiến đề cương cho lời phát biểu. Gợi ý, lời phát biểu gồm những nội dung nào, các nội dung đó được sắp xếp ra sao? Hai la mã, phát biểu ý kiến. Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát biểu. Trình bày nội dung theo đề cương dự kiến, nói lời kết thúc và cảm ơn. Trong quá trình phát biểu, cần lưu ý điều chỉnh thái độ, cử chỉ, giọng nói cho hợp lý và thuyết phục. Ghi nhớ, để phát biểu ý kiến theo chủ đề có hiệu quả, cần lưu ý. Lựa chọn nội dung phát biểu phù hợp với chủ đề chung và tình hình thảo luận. Dự kiến nội dung chi tiết và sắp xếp nhanh thành đề cương phát biểu. Có thái độ, cử chỉ đúng mực lịch sự, điều chỉnh giọng nói phù hợp với nội dung và cảm xúc. Luyện tập 1. Tại cuộc thảo luận ở lớp về chủ đề quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay đã có một số ý kiến sau. Muốn có hạnh phúc thì phải kiếm được nhiều tiền, vì có tiền là có tất cả. Hạnh phúc là được làm theo ý thích của mình, là được tự do tuyệt đối, không phụ thuộc vào ai, vào bất cứ cái gì. Hạnh phúc là phải biết cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lý, phải biết hy sinh cho lý tưởng. Ai biết tạo ra sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc tập thể, người đó mới có hạnh phúc thật sự. Nếu tham gia, anh chị sẽ phát biểu những ý nào và phát biểu như thế nào? 2. Có ý kiến cho rằng vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên, hãy phát biểu quan niệm của anh chị. Gợi ý, vào được trường đại học mà mình yêu thích là nguyện vọng hết sức chính đáng của đa số thanh niên học sinh, vì đó là môi trường học tập lý tưởng, nơi trang bị cho thanh niên học sinh những tri thức cơ bản, hiện đại, để sau khi ra trường có khả năng thích ứng với các điều kiện công tác khác nhau. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, một số thanh niên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông không có điều kiện theo học đại học. Để lập thân và lập nghiệp, họ có thể vào học các trường dạy nghề, các trường trung học chuyên nghiệp hoặc tự nâng cao tay nghề trong quá trình lao động. Chúng ta đang cố gắng xây dựng một xã hội học tập, mỗi người sẽ phải học tập suốt đời. Trong xã hội học tập, mọi người, đặc biệt là thanh niên, sẽ có nhiều cơ hội tiếp tục học tập để nâng cao trình độ của mình. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.